Xin kính chào quý vị khán giả đã theo dõi channel Tiểu bang Arizona và một lần nữa chào mừng mọi người đến với series luyện thi nail ở Mỹ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần Marie Curie Examination 6. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ channel của mình. Và cảm ơn mọi người đã subscribe, like, comment, góp ý cho mình và nhớ share giúp mình ha. Rồi, không nói gì nhiều, tiếp tục cái series này ha. Câu số 1, dụng cụ làm móng tay có thể diệt trùng một trong những chất nào sau đây? Đương nhiên là dung dịch quát 1/1000 ha. Để vẽ dụng cụ phun sơn hay còn gọi là airbrush, bạn cần sử dụng là dụng cụ vẽ kiểu. Lúc bạn làm móng giả, giữ móng tip ở chỗ cho đến khi khô khoảng 5-10 giây. Người thợ nail có thể khuyên khách á, làm móng gel vì muốn móng dài mà không bị nặng nha. Rồi dung dịch quát 10%, 12.5%, 15% thì khi mà mình sử dụng 10% á, thì cần bao nhiêu dung dịch so với 12.5 hoặc là 15% thì đương nhiên mình dùng cái nước quát nhiều hơn, dùng dung dịch nhiều hơn. Mắt có thể bị hư hại nếu không che không đúng cách khi bạn sử dụng tia UV nha, ta gọi là tia cực tím á. Một tên khác của sưng da, ngứa da do côn trùng cắn gọi là welts hay là mụn đỏ. Lớp tế bào trong suốt được tìm thấy ở lớp da gọi là lớp trong suốt, là từ tiếng Anh đây ha. Bản ghi về công việc và giá cả được gọi là bản giá về việc làm hay là gọi là service list. Đọc theo tiếng Anh nó dễ hiểu hơn tiếng Việt á. Bản giá việc làm thà rằng đừng có dịch bản giá về việc làm, nói chung là cái này click dịch sao cho chính xác ha. Các service mà mình cung cấp ha, đúng không, nghe là đúng hơn á. Bản giá về việc làm không hề nhưng mà dịch, mình nhìn tiếng cơ từ tiếng Anh này để hiểu liền à. Một dấu nhạt hơi nhô lên trên da sau khi bị thương tích hoặc bị lở được lành lại gọi là sẹo hay là thẹo. Đặc biệt giảm giá cho một số khách hàng nên tránh nha, mình nên tránh gì đó. Muốn gỡ móng bột nhúng tay vào thì mình phải dùng acetone, nhúng tay vào acetone. Móng gel là dụng cụ lấy gel cho móng gel là dụng cụ lấy gel cho lên khắp mặt móng. Mình phải cho lên khắp mặt móng ha. Entire nail là phần lớn nail. Lớp da ở nền phủ lên luna hay gọi là lớp da nền móng có hình bán nguyệt là lớp da chồm lên mặt móng ha. Sự phát triển của tế bào móng xảy ra ở móng non, đúng không? Móng non. Dùng cán cọ vẽ gõ nhẹ lên mặt móng bột khi nghe tiếng kêu là cách cách là dấu hiệu của móng khô. Thành thật là cách tốt nhất khi đối phó với khách về sự bất bình. Xà phòng nước, bông gòn sử dụng trong việc chăm sóc tay chân được phân loại là vật liệu tiêu thụ. Phần nào của móng cần dùng đầu giũa nhọn của móng của máy giũa điện thì phần móng thì mình dùng cái dưới đầu móng á, mọc ngoài thân móng, dưới đầu móng mọc ngoài thân móng á, thì mình dùng giũa điện á. Khi làm móng tô ngâm nước chứa xà phòng sát trùng. Xin lưu ý mọi người rằng nếu mình đọc nhanh quá thì có thể pause video lại để xem ha. Câu 21, động tác cắt nhéo nhồi bóp là động tác massage để tăng sự dịu dai. Một cách dễ dàng để cho người thợ tăng thêm thu nhập là bán lẻ. Đường kẻ hai bên trong nền móng mà móng mọc ra ngoài gọi là đường rãnh móng. Dùng màu phun xịt có thể dùng với màu sơn trong nghệ thuật. Móng tay để tạo ra nét và độ mịn màng. Là móng giả tạm thời là móng giả không có gì phủ lên. Động tác vo tròn khuỷu tay được là một kiểu của động tác chà sát hay là gọi là ma sát. Dùng cách xịt nước lên móng khách, bạn có thể giảm bớt nhiệt trong lúc mình chà móng ha. Chà bóng móng á. Dạng nửa mặt trăng ở mặt móng được gọi là lunar, hình bán nguyệt. Sự tiện lợi của dung dịch quát
được xem là như một chất khử trùng có tính ổn định, một dạng có lớp mầm sống ở trong cùng của ngoại bì có rất tốt. Dịch vụ cắt giũa và sơn móng chân cũng như làm thêm xoa bóp chân được gọi là pedicure hay là săn sóc chân. Động tác xoay tròn làm lòng bàn tay là vuốt xoay và xoay tròn trên cổ tay là kỹ thuật massage của xoay ma sát, xoay xoay ma sát, hai từ luôn, xoay xoay ma sát. Chỉ có 1/3 mặt móng được phủ móng giả ha. Sửa móng bột acrylic bị nứt được làm bằng acrylic bột. Ngoại bì không có chứa mạch máu. Lớp da thì đương nhiên nó không có chứa mạch máu, da ngoài thì không có chứa mạch máu. Lớp da thật thì phía trong nó mới chứa mạch máu. Những câu hỏi về công việc, những câu hỏi về công việc làm của khách là yếu tố để ý niệm tiểu sử của khách. Thì dùng là như là client profile. Mấy cái này cũng khi mà nếu mà tiếng Việt thì cũng không nên dịch đâu ha. Client profile nghe nó đúng hơn là cái từ ý niệm tiểu sử nó dịch. Thấy sao sao á. Sự tuần hoàn của máu và bạch cầu được kích thích bởi mình xoa bóp ha. Dung dịch diệt trùng, vi trùng lao á cần dùng để làm sạch giọt máu nhiễu. Xương bàn chân thon dài, dài thon được gọi là metatarsal. Đọc theo tiếng Anh thì ngầm kiểu tiếng Việt. Da dư bên dưới đầu móng chân có thể làm mềm bằng cách dùng chất dung môi hay là chất mềm da để tránh lem nước sơn, đặc biệt là nước sơn móng chân. Lớp phủ trên cùng sẽ được làm, sẽ dùng chất làm khô nhanh. Chất làm khô nhanh ha. Hibonichium là một phần da của dưới đầu móng ha. Mấy cái từ này mọi người phải nhớ nha. Hibonichium, ebonichium, các bệnh về móng, các bệnh về bạn thường xuyên và nhận biết về đó, nói chung là mấy cái từ đó phải biết. Luôn luôn là móng tay bắt đầu với bàn tay nào của khách, đương nhiên bắt đầu với bàn tay không thuận ha. Da đỏ và đau nghiêm trọng được xem là sưng. Câu 45, làm treo là giữ cùng màu cho đến khi lấy đi ha. Làm treo là cái màu mình phải giữ cho đến cùng khi mình lấy đi. Xước da móng tay hạt anh nail tạo ra da trách viền da quanh móng và chai cứng lại của da móng tay. Cuticle á. Bệnh nghề nghiệp do thành phần trong mỹ phẩm và hóa chất có thể gây nguyên nhân da sưng tiếp xúc hạt. Cái từ này nè, dermatitis venin, hạt tiếp xúc. Da tiếp xúc hạt là cái từ này thì mình không hiểu nghĩa cái từ này là gì hết. Cứ chọn nó đi ha. Mạch móng được thay thế hoàn toàn 1/2 inch cần khoảng 4 tháng. 4 tháng thì móng tay mình ví dụ bị nứt bị hư mà nó mới thay được có nửa cái móng thôi. Tế bào của móng non là tiếp tục sinh sản, nó luôn luôn phát triển trừ khi nó bị hư hại thôi. Không. Tình trạng các mô chung quanh móng bị nhiễm trùng và sưng được biết là sưng đỏ chung quanh móng. Giũa sâu vào góc móng có thể tạo ra móng mọc đâm khóe hay là gọi là ingrownail hay là móng đâm vô thịt đó. Chất dung môi làm chậm khô trong dung dịch chùi nước sơn là dầu. Lúc làm pedicure, dung dịch làm mềm da tốt cho việc chữa trị là xước da tay. Da chết xung quanh móng tay thường được lấy đi sau khi làm lỏng da bằng cây sủi ha. Điều kiện nào sau đây không cần thiết cho sự hình thành công của thợ là móng tay, là khả năng chữa trị bệnh thông thường. Mỗi cơ sở có giấy phép đòi hỏi việc bảo trì phải có tối thiểu những dụng cụ. Thứ nhất là một tủ có cửa đóng kín nè, một hộp chứa đậy kín nè, một hộp dung dịch khử trùng nè. Tất cả những câu trên. Khi làm móng tay cần thiết dùng dung dịch bột cầm máu để chặn máu chảy trên da khách. Các thứ sau đây có thể được dùng là bất cứ thứ gì kể trên là cái băng băng sạch đó, cái que khử trùng, hộp thuốc crack,
cái này là đọc theo tiếng Việt là cái bánh gì ta, gọi là bánh rô phải không ta, đúng không? Để làm mềm da, thêm vào nước trong tô ngâm tay móng tay và giọt dung xà phòng nước ha. Xước da móng tay hoặc ăn nail có thể chữa trị bằng cách làm mềm da với làm móng tay dầu ha. Lưu ý mọi người rằng cái hai cái bệnh xước da này là muốn chữa trị thì phải làm móng tay dầu đó. Rồi mà cái bệnh gợn sóng hay là đó, gợn sóng trên cái móng là dùng cái bột đá đánh bọt đó. Còn mà cầm máu thì dùng bột phèn chua đó. Mấy cái đó mọi người phải biết nha, phải nhớ đó, cái đó quan trọng á. Bạn dùng cách gì để giữ sợi chỉ sọc có keo dính sát mặt móng, thoa nước bóng hoặc nước thấp khớp á, nước thấp khớp á. Câu B, móng tay dầu có thể làm được tình trạng móng tay loại nào, thì là cho móng cái tật cán móng tay nó hay bị xước da đó, onychophagy á, bệnh đó. Nếu dùng nước quát để diệt trùng dụng cụ, nó phải có đặc tính gì theo luật lệ ấn định, là phải tính diệt trùng nè, diệt siêu vi trùng nè, diệt nấm nè. Móng tay mọc do sự sinh sản liên tục của những tế bào móng trong móng non, thì móng mọc ra thì phải có móng non ha, móng non nó mới đẩy ra được. Móng tay giả giúp phụ móng hư nè, móng giòn nè, làm mạnh móng nè, làm dài móng nè, sửa chữa móng yếu và che đậy móng gãy. Sách giáo khoa khuyên nên dùng đồ chữa da bằng thép với bề mặt dẹp với sức ép nhẹ nhẹ trên móng ẩm. Da chết lấy đi dễ dàng hơn sau khi thoa chất làm mềm da. Cái này thì phải điều hiển nhiên rồi, khi mà mọi người mà đi học mà cái này phải biết rồi. Một trong những cách nào không thể thực hiện với việc vá móng tay, làm hẹp móng giả của móng tay dầu. Làm hẹp móng giả của móng tay dầu ha. Mấy câu này học vẹt vậy thôi, cũng không cần hiểu, đọc câu này là điền câu đó vô. Thân móng tay bị trầy có thể là kết quả của việc dùng cây sủi da trên móng tay khô. Bị trầy xước mình dùng cây sủi mà cái móng tay mình nó khô, không có ngâm nước, không có tha chất mềm da, sủi là bị trầy liền. Bạn có thể dùng dũa bằng thép thay vì dũa giấy để dũa mòn móng tay nhiều hơn á. Câu C, kem thoa da được dùng để chữa trị móng tay giòn và da khô. Kem thoa da được dùng để chữa trị móng tay giòn và da khô ha. Giòn, móng tay giòn và da khô nha. Điều nào sau đây không đem lại lợi ích của việc xoa bóp tay, là móng sáng bóng, mình xoa bóp thì không có liên quan tới cái móng sáng bóng hết đó. Móng sáng bóng thì mình đánh buffer dễ dễ. Hầu hết sách giáo khoa ngành thẩm mỹ khuyên dùng đầu que gỗ cam quấn bông gòn để thoa. Thứ nhất là kem móng tay nè, chất tẩy móng nè, chất mềm da tay nè, dầu thoa da nè, mình phải chọn tất cả đúng không? Đó đương nhiên. Phần da mà thân móng nằm trên được gọi là nền móng hay là đệm móng, rồi nail pad đó. Nhớ từ tiếng Anh này nè. Dây thần kinh và mạch máu tìm thấy ở trong tế bào tăng trưởng hay còn gọi là móng non. Điều nào không cần thiết cho sự tươm tất hàng ngày của người thợ là móng tay, là không cần mang gì trắng đúng cỏ ha. Cái đây làm giày nào mình cũng được, này cũng hai cấm mình hết á. Giày size mình nào màu trắng đỏ đen gì đó mình muốn mang gì mình mang ha. Điều nào sau đây không được chấp nhận về phương thức vệ sinh khử trùng, là mình dùng cục phèn chua để cầm máu. Dùng cục phèn chua để cầm máu thì một số tiểu bang họ cấm, nói chung là không có dùng bột phèn chua thì hơn, chứ dùng cục phèn chua thì không tốt, nó không có vệ sinh. Dụng cụ làm móng tay sẽ được diệt trùng khi ngâm vào cồn 99 trong thời gian, cồn 99 như này, isopropyl gì đó, trong thời gian là 10 phút, tối thiểu là 10 phút. Dụng cụ làm móng tay trước khi dùng cho khách, chúng phải được chà rửa và diệt trùng. Bột phèn chua là thuốc cầm máu dùng để cầm máu nhẹ ha, cầm máu nhẹ. Lớp da xếp trong góc móng tay được gọi là màng da bọc nền móng. Ở cái mantle này, màng da bọc nền móng ha.
sự chuyển động của bàn tay được điều khiển bởi, thứ nhất là cơ ngửa của lòng bàn tay hàng ngửa, thì không ngửa thì phải có gấp đúng không, gấp thì phải có duỗi à, thì mình sự chuyển động của bàn tay thôi, nó không hỏi gì hết, cho nên mình phải chọn tất cả ba cái đó khác nha. Sự chuyển động cơ duỗi, cơ gấp, cơ ngửa nó khác nha, cho nên nó hỏi sự chuyển động của bàn tay thì mình phải chọn ba cái đó, còn mà chuyển động của ngửa hoặc là gấp thì mình phải chọn từng cái cơ riêng biệt. Rồi cái bắp thịt hai đầu được bao bọc bởi cánh tay trên ha, hay là biceps đó, nhớ từ đây nè đó, biceps là bắp thịt bao bọc cánh tay trên. Cánh tay trên là nghi con chuột của mình ha, gọi là con chuột á đó. Đó cái bắp thịt đó là. Trong lúc làm móng tay không nên làm theo cách dùng kềm cắt da trước khi mình sủi ha, mình phải sủi xong rồi mình mới cắt da, thì mới lúc đó mới cắt sạch được cái da dư ha, da chai rồi đó, mình phải sủi trước và phải làm, mà trước khi sủi phải ngâm cho theo chất là mềm da đó, mình sủi mới nó không bị trầy móng. Sự tiếp nhận năng lượng, đồng hóa, tiêu hao năng lượng, dị hóa là hai quá trình của giai đoạn sự biến hóa của tế bào. Thì câu này là những ai hồi trước học sinh á, đồng hóa và dị hóa là biết à, thì còn câu này là chọn câu C, còn nhớ từ tiếng Anh này ha. Tạo hình dáng móng tay, móng được gõ từ góc vào giữa ha, từ góc vào giữa, từ góc vào giữa, nhớ vậy. Tạo hình dáng móng tay thì phải gõ từ góc vào giữa, góc vào giữa à, nhớ vậy nha. Khi khách hàng ngồi vào bàn làm móng và tay họ đã được rửa sạch với xà phòng và nước, thông thường giai đoạn kế tiếp là mình phải chùi nước sơn cũ của họ thôi. Cái điều hiển nhiên là trước khi làm gì coi mình phải chùi nước sơn trước nha, rồi coi họ có bị bệnh không à, sau đi coi móng tay họ có bị bệnh không, móng của họ bị bệnh không. Nếu mà bị bệnh thứ nhất là bệnh nấm thì mình không có nên làm đó, khuyên vậy. Còn các bạn có muốn làm thì quyền của các bạn, và là có chuyện gì thì họ xu các bạn thôi đó. Chùi nước sơn ra coi dưới móng họ có bị nấm hay không, nếu bị nấm thì khuyên đi bác sĩ rồi trước khi mình mới làm ha. Đó vấn đề đó. Câu 87. Để làm sạch phần dưới đầu móng tay, thợ thường dùng que gỗ quấn một ít bông gòn. Trong tiến trình sơn móng tay để đạt được kết quả tốt nhất, nếu cọ sạch sẽ và lông cọ không rụng ha, cái cọ mà đếm sơn nó phải mịn màng nè, nó không có bị rụng nè, thì mình sơn là nó mới đẹp đó. Nó mịn màng như mấy cái cọ mà sơn treo á, rất là ok, sơn rất là đẹp. Trong việc chăm sóc tay, bột đá bọt có thể dùng để làm mịn móng gợn sóng á, cái từ nãy mình có nói rồi, bột đá bọt có thể làm mịn móng gợn sóng á. Dụng cụ dùng với sức ép mạnh ở góc móng tay có thể làm tổn thương các mô sống đó, nhớ mấy cái này ha, ép mạnh quá thì làm tổn thương các mô sống, tổn thương cái móng non á, là tổn thương cái móng non thì làm cho móng màu không có đẹp nữa, nó bị gần sườn xì, nói chung là bị tật dị tật nếu mà móng non bị hư. Đẩy lùi da tay là làm lỏng da mọc lên nền móng đó, thì dễ cắt da hơn. Câu 92. Nếu không săn sóc đúng cách, da quanh móng bị xước có thể trở thành nhiễm trùng, nó có thể bị nhiễm trùng đó. Chất chùi nước sơn có thể làm da tay làm khô da tay nếu mình dùng nguyên chất ha. Trong lúc chăm sóc tay, nếu bị các vết cắt nhẹ, bạn nên dùng chất đóng lỗ chân lông hay là chất xe da đó. Theo luật lệ của hội đồng thẩm mỹ của tiểu bang hay gọi là State Board of Dermatology phải cảm chưa? Nói rằng việc sử dụng dũa giấy bạn phải được vứt bỏ sau khi dùng cho mỗi khách. Dung dịch sát trùng như chất peroxide 3% được dùng để làm chậm sự tăng trưởng của vi trùng. Dụng cụ lấy bột để đắp móng acrylic, lấy bột từng viên trên đầu cọ. Mình muốn đắp bột cho nó đẹp á, mình không nói những người chuyên nghiệp ha, nhưng mà theo trong lúc học thì đắp bột người ta lấy từng cục qua hình tròn trên đầu cọ, thì khi đó đắp bột nó mới đẹp. Còn mọi người chuyên nghiệp thì nó lấy một cục thôi, nó đắp đầy móng. Ví dụ những người mà mới vô nghề thì đắp bột thì họ đâu có đắp, không có quen lấy được bột cho nó đủ móng, hay là thiếu móng, cho nên người ta lấy nhiều, lấy từng cục qua tròn trên cục, khi đó đắp mình dễ hơn, nó chảy rồi mình dùng cái cọ mình
cắn cái tico nó rất là đẹp, còn mà lấy mà sạch sạch trên đầu móng á thì khó là đẹp, nó phải va tròn trên trên cái đầu cỏ. Câu 98, những lý do sau, lý do nào mà sản phẩm tạo những sự sorry em, những lý do nào mà sản phẩm tạo những sự dị ứng cho khách và thợ chăm sóc tay? Là thứ nhất là da tiếp xúc với nước acrylic nè, sản phẩm không đúng cách nè, tiếp xúc quá độ nè, nói chung là hóa chất là không có tốt cho cơ thể, mình tiếp xúc nhiều quá cũng không tốt nè, sản mình sử dụng hóa chất không đúng cách nè. Đó, mình chọn câu D nha. Vũa quá nhiều lần lên móng nhân tạo sẽ tạo ra những vấn đề ngoại trừ móng sưng và cơ mủ. Mình vũa trên cái móng nhân tạo á, vũa quá nhiều lên móng sẽ tạo ra những vấn đề ngoại trừ. Thứ nhất là nó tạo ra những vấn đề là có thể bị làm móng nó bị mỏng đi, dễ dẫn bị chảy máu ha, làm mất nhiều mặt móng rồi tạo ra dị ứng ha. Nhưng là móng sưng cao mũ thì móng sưng cao mũ Onitsia là sẽ ngoại trừ cái móng sưng cao mũ ha. Mình thấy cái này nó hơi bị đối nghịch nè, nhiễm trùng với móng sưng cao mũ nè. Ok, nhưng mà không vấn đề, mình không có khe câu hỏi này, người ta chọn vậy mình cứ chọn vậy đi. Vấn đề mình là có cái bằng để đi làm à, dùng đúng cách kềm cắt da sẽ câu hỏi này nên nói chung là dùng cái kềm cắt da đúng cách nó sẽ như thế nào á. Thì thứ nhất là mình khi mà cắt á, nó không có nếp gấp trên da này, giữ cho da trơn mịn nè, nó không bị sần sùi á, nó không bị xước da đó, và giữ cho da lành lặn. Cắt đều, cái kềm phải bén, cắt những cái đường cắt mình nó rất là mịn cho nên da nó không có bị xước này, da nó lành lặn này, thì đương nhiên mình chọn tất cả ha. Rồi, video của mình hôm nay là kết thúc. Thì mong mọi người ủng hộ bằng cách nhấn nút like, comment, góp ý và share cái video của mình cho những ai cần thiết. Và nếu có thể thì share trên cái hội, cái group nào cũng được ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ channel Tiểu Bang Arizona. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ha. Mình biết cái gì thấy hay hay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người và bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.